10, 11, 10. Hey. Trời ơi, đếm vàng đếm bạc hoài, đếm thì xe chỗ khác chăng vô mặt người ta tùm lum à. Trời ơi, vàng bạc không đếm, đếm gì giờ con? Ủa, mà có chuyện gì vậy con gái cưng của mẹ? Thôi đi, mẹ cưng con cũng chẳng ít gì. Năm tháng dài con phòng không lạnh lẽo, nghĩ mà buồn cho thân phận của con. Con muốn chết đi rồi mẹ ơi. Chắc có lẽ ta cạo đầu đi tu. Con muốn chết rồi, mẹ sống với ai đây? Trời ơi, hở hở cái mày đòi chết. Làm vợ hoàng tử ruộng đất cò bay thẳng cánh, giàu sang sung sướng trong lầu đài cung điện, còn muốn cái gì nữa? Đừng có ăn nói dại mồm dại miệng nha con. Có gì con cứ tâm sự với mẹ, chứ đừng có chán nản, không có ích gì đâu con. Chán nản nhiều rồi, con muốn tự giận nè. Nín, chấm dứt cái chữ tự giận nghe mày. Mẹ không muốn nghe cái chữ này nữa nghe chưa? Mẹ đã giết con Tâm. Con mới được giàu sang làm vợ của hoàng tử. Con ơi, đây là dịp ngàn năm một thuở nghe con. Nhưng mà chàng chẳng yêu con, đó mới là điều con khổ sở. Bởi vậy con đây muốn chết cho rồi. Con chết cho mẹ coi. Chết nữa hả? Ta quay cái mặt mày và ta đoán ra ngay. Mẹ, hoàng tử chẳng chút tình yêu thương, bao tháng ngày lạnh lùng gối chân. Duyên con ai cảm ơn, chỉ nghĩ đến chiêm hoàng anh mà thôi. Bao nhiêu đêm đau buồn than khóc, cho đời mình quá vô duyên. Nếu chiêm hoàng anh con chàng nào thương con, nên con nghe lời mẹ phân, giết chiêm hoàng anh chết đi. Nghe mấy lời con bài phân, giết chiêm vàng được rồi. Sao chẳng vui lại còn than thơ, chiêm gì lại xảy ra? Thành cây xoan hôm nay. Ôi nghe nói như muốn đứng tìm hai kiếp chim thành xoan đào. Phải chăng tâm khi chết quen đã hiểm linh rồi gây phiền? Ôi, ôi cha mẹ ơi, con ngọc áp nó trên phải rồi. Sợ quá mẹ ơi. Thôi đừng có sợ, để đó, để đó rồi mẹ tính cho. Gì vậy mẹ? Cáp. Dạ. Biểu. Gì? Con hãy mau đốn bỏ cây xoan rồi tìm ngay thợ mộc giỏi. Con Biểu nó chẻ kẻ ra, làm cái khung cửi để cho con dệt vải cho vui được không cơ? Phải đốn bỏ xoan đào ta mới chiếm được tình chàng trọn vẹn. Phải đốn xoan đào, đốn